Cục Hàng không Việt Nam vừa ký kết ban hành quyết định cấm bay 12 tháng nữ hành khách sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 3 tháng 7 năm 2021. Trong 6 tháng sau đó, nữ hành khách này sẽ tiếp tục bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc nếu muốn đi máy bay. Trước đó, nữ hành khách này được xác định có hành vi gây rối, cụ thể là sử dụng điện thoại khi tàu bay đang lăn để chuẩn bị cất cánh. Tiếp viên trưởng chuyến bay đã yêu cầu tắt điện thoại, nhưng hành khách này không hợp tác và ném điện thoại vào mặt tiếp viên trưởng. Thậm chí, nữ hành khách còn vi phạm trật tự công cộng, to tiếng với hành khách kế bên khi được đề nghị chấp hành quy định. Thưa quý vị và các bạn, buông lỏng trong quản lý sử dụng đất đai sai mục đích đã và đang diễn ra ở nhiều nơi. Những vi phạm này tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, như xây dựng công trình sai phép, mua bán đất trái thẩm quyền với những biến tướng ngày càng tinh vi, đã gây thất thu ngân sách, mất trật tự xã hội, bất bình trong nhân dân. Huyện Ý Yên, Nam Định là một trong những địa phương để xảy ra tình trạng như vậy. Sau khi được cấp đất, thay vì thực hiện theo đúng quy hoạch, một số những cá nhân tổ chức đã tự ý mua bán và hô biến đất dự án phát triển công nghiệp thành nhà ở, kết hợp với sản xuất kinh doanh hoặc biệt phủ. Điều lạ là sự việc đã và đang diễn ra trong suốt nhiều năm. Chính quyền địa phương cũng biết nhưng không hiểu vì lý do gì các công trình vi phạm vẫn bất chấp pháp luật, ngang nhiên tồn tại và tạo tiền lệ xấu, khiến cho vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn. Phản ánh của nhóm phóng viên VTC14. Trong vai người có nhu cầu mua đất, thì đây là những gì mà chúng tôi ghi nhận được tại xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bọn em có mua đây không? Anh lấy cho mấy sáng mấy mẫu. Của anh chỗ này xong. Xong rồi. Xong rồi làm vỉa hè đây này. Đây này. Thấy mái làm nhà mà các chị không lo đâu, nếu mua được cứ mua mà làm. Đây chỗ nào làm nhà rồi ạ? Cái đây họ ngay cái chỗ Nghĩa Trang sang cái chỗ bên đấy để họ làm nhà. Làm gì có xã hỏi thăm, xong là xong luôn. Chỗ đấy là toàn những là những cháu với em tôi là toàn người ấy ở của anh em nó làm ở xã cả đấy, không phải là ấy đâu. Đây đường to lắm chị, đường của nó 11, 12 mét cơ mà. Thâm nhập vào thị trường bất động sản ở làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ nổi tiếng Nam Định, chúng tôi lại biết thêm những câu chuyện liên quan đến đấu thầu đất, thật mà tưởng như đùa. Từ lúc doanh nghiệp làm bây giờ là trả được đấu thầu như nào hết, đấu thầu công khai cũng không được. Nói đấu thầu công khai nhưng mà nó mua từ lúc nào hết rồi. Nói chung thì ở đấy thì nếu mà sai phạm thì có nhiều là sai phạm nhiều nhất. Cũng phải là đất của nó, bởi vì là nó làm ở đấy, thậm chí đất nó chỉ có 30 năm thôi. 30 năm, nhưng vẫn cắt bán xây nhà như thế này. Tôi mua của doanh nghiệp Huế Lan. Giá bao tiền? Lúc đấy là tầm 700 triệu. 700 triệu, thời điểm năm bao nhiêu? Năm 2015. Thì có mỗi cái giấy trên tay cũng có phần ở đấy. Có phần lên nào bao nhiêu mét vuông thì có phần đấy. Đợt trước là nhà chị là mua bao tiền? Em mua 13 mét. Đợt sau là 20 mét. Chiều rộng là 5 mét. Có giấy tờ gì không? Giấy tờ không, giấy tờ mò. À? Ở đây cả làng họ mua như vậy hết, cái dãy họ làm nhà hết rồi đây thì họ cũng mua như vậy hết mà. Nhưng mà bán như thế thì địa xã không có biết. Xã có biết. Để làm rõ việc có hay không, một số doanh nghiệp cá nhân sau khi được cấp đất, thay vì thực hiện theo đúng quy hoạch thì lại tự ý mua bán, hô biến đất dự án phát triển làng nghề sang các hợp đồng góp vốn và phân lô bán nền. Phóng viên VTC14 đã tới gặp chính quyền địa phương. Thật ngạc nhiên, từ cấp xã cho đến cấp huyện đều có chung một câu trả lời như thế này. Tương tự như một số các cái trường hợp khác, có thể là bây giờ người ta thuê thì về cái mặt bằng thì khi người ta làm thì nó cũng chưa được đúng lắm. Tôi chỉ biết là bây giờ người ta thuê đất thôi, xong bây giờ người ta xây dựng thì nó chưa theo đúng các quy định của pháp luật. Đấy, người ta mua bán ngầm, chỉ biết có khi là bây giờ người ta xây dựng thì xã cũng có, nhưng mà nhìn chung là nó cứ lén lút là cái đành họ xây dựng. Còn cũng không thể tránh được, bây giờ đất đai thì mà nhất là cái đối với xã làng nghề thì cái nhu cầu của người dân là nó cũng rất là cần rất là nhiều. Phản ánh của người dân là có sự có việc phân lô. Nhà Huế Lan thì nó thực ra thì nó chỉ là phân lô bán nền ngầm mà quản lý nhà nước về đất đai nói chung ấy, hoặc là cái việc ý thức của người dân và trách nhiệm của người sử dụng đất thì đương nhiên là theo tuyệt đối là có các hiện tượng là lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích, tự ý chuyển mục đích là có. Cái chủ yếu
vi phạm về cái trật tự xây dựng ấy, là chỉ ở các cái nhận thuê đất và được nhà nước giao đất cho thuê đất. Cái việc mà giữa các doanh nghiệp hay là các hộ gia đình với doanh nghiệp mà người ta thỏa thuận ngầm với nhau, người ta mua bán đất đai, thì cái việc đấy là chúng tôi khẳng định là có, trên địa bàn huyện là có. Chính những câu trả lời trên của chính quyền địa phương đã phần nào giải đáp cho nghi ngờ của người dân về việc có hay không sự buông lỏng quản lý, tiếp tay, bảo kê của chính quyền địa phương để các doanh nghiệp cố ý dùng đất làng nghề chuyển sang phân lô, bán nền, kiếm lời và phá vỡ quy hoạch sử dụng đất. Thưa quý vị, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tỉnh Nam Định đã ban hành nghị quyết số 17 và số 43. Các văn bản này đã chỉ rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp và từng tổ chức cá nhân nếu để xảy ra vi phạm trong việc quản lý sử dụng đất đai. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì chuyển cho cơ quan điều tra xem xét xử lý theo quy định. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra ở Ý Yên cho thấy có tình trạng trên nóng dưới lạnh ở địa phương này. Kênh VTC14 đã có văn bản gửi tới Ủy ban Nhân dân tỉnh và sẽ còn tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện tiếp theo về những góc khuất và biến tướng trong quản lý Nam Định. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ được biết đến như là một danh thắng thiên nhiên nổi tiếng, Hồ Đại Lải còn là một công trình thủy lợi quan trọng phục vụ tưới tiêu tỉnh Vĩnh Phúc và một phần thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp đã chiếm và khiến cho hồ nước ngọt này đang bị xẻ thịt một cách không thương tiếc. Nghiêm trọng hơn cả, dù chưa được cấp phép, nhưng công ty trách nhiệm phép xây dựng tại Việt Nam đã bạt đồi lấp hồ để tạo mặt bằng phục vụ dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng. Điều đáng nói, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc chỉ phát hiện sự việc này khi vụ việc được các cơ quan báo chí đăng tải. Vì sao lại có tình trạng này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng của công ty trách nhiệm hữu hạn đại địa phận xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước năm 2020, nơi đây vốn là một quả đồi rộng khoảng 40 hectare. Tuy nhiên, vào giữa tháng 2 vừa qua, nó đã bị san phẳng hoàn toàn. Cùng với đó, phần đất trong quá trình san gạt đã được đổ xuống lòng hồ. Điều này đã được Tổng cục Thủy lợi chỉ ra trong quá trình kiểm tra các hoạt động trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc, tại kết luận số 253. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án cho biết không nắm được nội dung kết luận này, đồng thời khẳng định phê duyệt quy hoạch theo tỷ lệ 1/500. Tháng 1 năm 2017, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định số 41 về việc cho phép san gạt tại chỗ, doanh nghiệp chỉ thực hiện trong phạm vi chỉ giới được phê duyệt, hoàn toàn không có chuyện đổ đất lấp hồ. Mưa đương nhiên nó phải cháy. Tất nhiên là trong quá trình làm không thể tránh khỏi được những cái đất nó chảy xuống dưới hồ. Thế nhưng mà biện pháp cải tạo là sau khi mà nó có cái sườn ấy xong, khi mà nước thủy lợi ông ấy giảm xuống là bọn tôi sẽ phải kè. Không kè thì bọn tôi cũng chết. Với phóng viên VTC14, đại diện chi cục thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Vĩnh Phúc đã đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với việc san gạt tại khu vực hồ Đại Lải, đồng thời có văn bản đề nghị Tổng cục Thủy lợi và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép doanh nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, đến nay chưa được cấp phép. Đến nay, công ty thủy lợi Phúc Yên cũng đã đi vào để kiểm tra và cũng đã có báo cáo yêu cầu dừng, nhưng mà doanh nghiệp cũng nói là đây là đã được quy hoạch và cũng đã có cái báo cáo đánh giá rồi. Tuy nhiên hiện nay là cái doanh nghiệp này nó theo quy định thì nó chưa có giấy phép. Thế còn cái mà đánh giá ảnh hưởng thì cũng đã có đánh giá ảnh hưởng và cũng đã đồng ý của ban báo cáo bộ. Đấy, còn cái việc mà hoạt động thì hiện nay là doanh nghiệp thì là nó vi phạm theo cái điều luật thủy lợi. Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cho biết theo luật xây dựng sửa đổi năm 2014 chỉ được miễn cấp phép xây dựng đối với nhỏ hơn 500 diện tích. Dự án sân golf và biệt thự nghỉ dưỡng theo tỷ lệ 1/500 được chính phủ phê duyệt từ năm 2006, nhưng đến cuối năm 2019, đầu năm 2020 triển khai thực hiện bạt đồi với diện tích 40 hectare. Do đó sẽ chịu sự điều chỉnh của luật xây dựng năm 2014, bắt buộc 14 giấy phép xây dựng mới được thực hiện. Công ty Đại Lải đang xin điều chỉnh quy hoạch và chưa nộp
và chưa nộp hồ sơ chủ đầu tư vẫn tiến hành bạt đổi san lấp khi chưa được cấp lấp khi chưa được cấp phép. Chủ đầu tư dự án lại cho rằng dự án đã được chính phủ phê duyệt nên việc xin giấy phép xây dựng là không cần thiết. Ông chính phủ trong đó có một cái điều là cho chuyển mục đích sử dụng đất 147 hectare đất lâm nghiệp. Đất đấy là đất này là gọi là đất rừng đặc dụng. Rừng đặc dụng ấy ạ. Chuyển mục đích sử dụng. Thì nó nằm ở trong hồ. Đích nằm ở trong hồ này thôi, tôi làm sao phải xin phép nữa. Tức là ý anh là không cần phải có những cái giấy phép con. Không cần giấy phép con nữa. Ông ở trên cao cho thực hiện đấy chứ, còn dưới lại cho chuyển một lần nữa thì nó chồng chéo. Chính phủ nói tỉnh không nghe. Liên lòng hồ Đại Lải, ông Nguyễn Văn Chỉ, chủ tịch ủy ban, hiện dự án đã bị đình chỉ hoạt động để thanh kiểm tra theo kết luận của Tổng cục Thủy lợi. Tuy nhiên đến nay, sau 3 tháng, tỉnh này vẫn chưa ban hành kết luận về khắc phục sai phạm công nghiệp, dù được yêu cầu phải gửi báo cáo trước ngày 30 tháng 3. Vì cũng theo kết luận kiểm tra số 253 của Tổng cục Thủy lợi, thì trên địa bàn xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên hiện có tới 4 doanh nghiệp có những san lấp đất xuống lòng hồ. Và điều đáng nói trong số tới hơn 4 hectare. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, cả 4 doanh nghiệp này đều chưa bị xử lý sai phạm. Trong khi đó, vào ngày 23 tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì đã ký quyết định số 13 về việc xây dựng trên địa bàn. Đặc biệt cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đứng đầu ngành chuyên môn khi để xảy ra các sai phạm. Câu hỏi được đặt ra là ai doanh nghiệp ngang nhiên lấn chiếm lòng hồ Đại Lải? Thưa quý vị, liên quan tới việc thực hiện Nghị định 67, nay là Nghị định 17 về hỗ trợ phát triển thủy sản, trong đó ngư dân được vay vốn ưu đãi để đóng tàu vỏ thép, thời gian gần đây ngày càng có nhiều chủ tàu cá bị ngân hàng khởi kiện hay kê biên phát mãi tài sản, đó chính là những con tàu mà họ đang khai thác xa bờ. Vâng, và nguyên do là vì các chủ tàu đã không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho các ngân hàng. Nhiều chủ tàu đã thuộc diện nợ xấu nhiều tháng, nhiều năm. Tình trạng nợ xấu này rất đáng báo động vì ngày càng gia tăng. Thậm chí tại tỉnh Nam Định, toàn bộ cả 32 con tàu đóng theo Nghị định số 67 hiện đều rơi vào nợ xấu, buộc các ngân hàng phải kê biên phát mãi tài sản. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Một buổi kê biên tàu cá của ông Kiên ở huyện Hải Hậu, Nam Định diễn ra vào giữa tuần qua. Con tàu này phát sinh nợ quá hạn từ giữa năm 2018. Ngân hàng cho vay đóng tàu là Ngân hàng Công Thương chi nhánh thành phố Nam Định. Do thời gian nợ xấu kéo dài, chủ tàu còn nợ hơn 1 tỷ nợ quá hạn, cả gốc và lãi, nên ngân hàng tiến hành kê biên tài sản để chuẩn bị cho quy trình phát mãi tài sản thu hồi vốn. Chủ tàu cho biết ông đã xin giãn nợ, chỉ sau ít tháng nữa có thể hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng. Nhưng yêu cầu này đã không được phía ngân hàng chấp thuận. Nhưng mà tôi vẫn tuân thủ, tự nguyện bàn giao tàu. Nhưng mà tôi muốn là bàn giao tàu vì tôi đóng tàu theo nghị định. Tôi muốn bàn giao lại tàu theo đúng nghị định. Đấy, còn là tôi không muốn bàn giao tàu theo hình dạng cưỡng chế như thế này. Còn đây là con tàu khác ở Ninh Bình, cũng được ngân hàng liệt vào diện nợ xấu. Con tàu này hiện đã được kê biên thành công và đang nằm chờ có người tới mua lại. Nhưng nhiều ngày nay, nó vẫn nằm bờ và chưa thể tìm được chủ mới. Sự han rỉ, xuống cấp của con tàu khiến chủ tàu cũ không khỏi xót xa. Trong các công văn thông tư, kể cả của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng rồi của Ủy ban của Ngân hàng Nhà nước, là tất cả các điều khoản không có cái việc là thu giữ kê biên tài sản của ngư dân. Và chúng tôi đã làm đơn đề nghị này là khoanh nợ, giãn nợ hoặc cơ cấu lại nợ hoặc chuyển đổi chủ tàu theo Nghị định 17 của Chính phủ. Nhưng ngân hàng không đồng ý bất cứ một điều kiện gì, buộc phải trả ngay. Đấy là cái rất bức xúc cho ngư dân chúng tôi. Đại diện ngành chức năng một số địa phương cho rằng việc kê biên tài sản là các con tàu đang ở diện nợ quá hạn của ngư dân là điều không nên, vì nó sẽ dẫn đến những hậu quả thất thoát tài sản và dẫn đến xuống cấp tàu rất nhanh chóng. Khi mà giữ tàu ấy, nó rất khó trong cái việc bến bãi đỗ này, thế rồi chi trả cho cái việc trông coi tàu. Đấy, và cái tàu mà đã không hoạt động ấy, thì chắc chắn là nó sẽ dẫn đến là cái việc hư hỏng nó nhiều hơn. Thực ra cái việc này thì không mong muốn,
Đấy, không mong muốn, bởi vì các chủ tàu người ta cũng không muốn là, mặc dù là khai thác không có hiệu quả nhưng người ta cũng không nằm bờ, người ta vẫn kiên trì là vươn khơi bám biển. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định, sau hơn 5 năm thực hiện Nghị định 67, tới nay cả 32 trên 32 con tàu ở Nam Định đang hoạt động đều rơi vào nợ xấu. Thời điểm xuất hiện nợ xấu quá hạn từ giữa năm 2018 tới nay, các ngân hàng đang tiến hành khởi kiện 7 tàu với dư nợ hơn 109 tỷ đồng trên tổng số hơn 563 tỷ đồng đã giải ngân, đã kê biên 2 tàu, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 5 tàu và chưa có tàu nào được hưởng miễn giảm lãi vay. Vâng, khi việc khai thác thủy sản không hiệu quả, các chủ tàu gần như là bất lực trong việc hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, trong khi các ngân hàng lại kê biên phát mãi tài sản, thì nguy cơ những con tàu này phải nằm bờ gây ra tình trạng lãng phí, hư hại tàu là rất khó tránh khỏi. Cùng với đó, giá trị của những con tàu sau khi phát mãi thường sẽ là rất thấp so với giá trị ban đầu. Vâng thưa quý vị, hệ quả nhìn thấy rõ nhất đó là dù bị thu hồi tàu, nhưng ngư dân thì vẫn đang phải ôm nợ nhiều tỷ đồng, ngân hàng thì lại không thể thu hồi vốn ban đầu. Nghị định số 67 và nay là 17, một chính sách từng được coi là phao cứu sinh cho ngư dân đánh bắt xa bờ, đang rất cần có các giải pháp tháo gỡ cho cả phía ngân hàng và ngư dân. Nếu không thì hàng nghìn tỷ đồng của ngân sách hỗ trợ sẽ bị đổ hết ra sông ra biển.